Đâu bộ nồi này em rửa vào đây là anh tôi. Hết rồi, hết rồi. Đó được. Cho chị hai cái hồ nè. Đây. Bếp điện từ. Một bếp điện từ như vậy là mấy chị sẽ được tặng kèm một cái nồi inox luôn. À, cái này là chuyển khoản trước giùm em, đang xem với giá là 350.000. Đây là bếp điện từ với cái nồi luôn. Vâng. 350.000. Chị nào mua bếp điện từ thì mọi người sẽ tặng kèm theo một cái nồi đẹp như vậy với giá 350 thôi. Chốt đơn liền giùm em là bếp điện từ, bếp từ. Hay quá. Bếp từ kèm theo số điện thoại em nha. Chuyên nghiệp quá. Với giá là 350.000. Ok luôn. Comment giùm em là bếp từ chuyển khoản trước giùm em luôn. Cái ghế này sao lưng bán bao nhiêu nha? Trời ơi mấy mối em bán quá trời, chị mua chuyện cái ghế. Cái ghế nó cũng nhà mà chị đi mua. Mốt bán nội thất của mình. Chị mua nhiều nhiều em tặng chị cái ghế. Về bà ship ra lợi. Bán cái ghế đầu em à. Bán ghế đầu em đi. Tại chị kêu chứ bộ. Rồi chốt đơn giùm em bếp từ nha. Bếp từ tặng cái nồi 350. Đúng rồi, chuyển khoản trước cho em bếp từ luôn. Trời ơi, bếp điện từ xài. Nè, ai thích bếp điện từ đây, mọi người ơi, hỏi rần rần, giờ like lên thì chưa ai mua. Chốt đơn liền nè, có người mua rồi, cảm ơn chị. Rồi, mở hàng cho em luôn cái bếp điện từ nha. 350.000. Em muốn mua ghế nữa hả? Trời ơi, không để nhập ghế về em bán. Thiệt luôn á. Vâng, em cũng có đam mê lắm á mấy chị, nhưng mà hả, chắc từ từ mới tới được. Tại chưa có vốn liếng. Chốt đơn giùm em nha, kèm theo số điện thoại giùm em luôn. Là cái gì? Bếp từ kèm theo số điện thoại. Bếp từ mua cái 300 mấy quỳnh. 350. Tặng cái nồi. Thơm mà nó có cái gì vậy ta? Cái gì cái con ý ẹ chứ gì? Cái lên mộng chứ gì đâu. Thấy không? Mộng đó nè. An mộng bây giờ nghiên cứu. Thấy không? Rồi còn gì nữa không? Bếp điện từ 350. À, nước giặt 100.000 ba bình. Đâu? Ở à, đây. Đó. Rồi khoan nha, khăn tắm. Ê cho chị hai nồi cơm điện chứ. Ta gì qua này. Nồi cơm điện đỏ nó có 250.000 thôi chị ơi. A à, kém răng hả? Ý bàn chải răng đúng không? Bàn chải răng là 80.000. 30 cây. Cái lo lắm mọi trời, có cái lo hay lắm mọi người ơi. Trời em chút đi, cái lo nó có cái mít luôn. Có ông chân này mà quên xài cái lo ha. Cho chị nghe cái không? Ba đâu? Không có ở đây. Trời biết từ quá trời. Bếp từ là bao rẻ luôn mấy chị, mà mấy chị mua là mấy chị chuyển khoản trước giùm em nha. Bếp điện từ với giá 350.000 là mấy chị sẽ được tặng một cái nồi luôn. Rồi đây, nồi nồi cơm điện giùm em. Ủa bếp điện từ là xài bếp ga vậy? À bộ nồi bếp xài bếp ga được không? Được chị, đã xài bếp điện từ được rồi thì tất nhiên nó phải xài bếp ga được thôi chị ơi. Tại cái ga là cái dễ dãi nhất rồi. Dễ dãi ra ga gì vậy hả? Bếp ga thì nó dễ dãi, cái nồi nào đặt lên okay, thì ok rồi. Nồi nhiêu, nồi nhiêu bé không? Cái nồi nào? Sao đặt nồi nó cũng chơi cái kỳ vậy? Ủa nó nói gì? Em mới đặt cái nồi rồi lên nó cũng chơi chứ. Ủa đặt nồi là nó cũng nấu chứ. Em nói cũng chơi. Ủa nhiều khi em nói mẹ em không biết em nói gì á. Rồi bây giờ mọi người chốt đơn giùm em nha. Đây, cái nồi này là nồi cơm điện 1 lít. Một lần mấy chị nấu được tầm là khoảng 2 lo. Út mày sống mày cầm này được rồi, mày sống mình rồi mày mua nồi. Với giá là nhiêu là ta? Cái này, à cái nồi này dành cho những người cô đơn hả? Đúng rồi. Mày nói cái cộng đồng mạng biết gì cô đơn. Thôi hỏi cần cái miệng của chị. Ủa miệng chị sao? Miệng chị không có méo. Sao mà nói miệng em miệng méo? Em đâu có nói miệng nó lệch đâu. Cái lộn em không nói là đừng, cái ngoài hàm nó lệch. Nói là treo miệng máng. Treo miệng máng. Treo miệng máng. Đâu có vậy mà. Heo treo miệng máng. Đâm mua con không có nói em con vậy mà. Mà hồi nhỏ ra nó bị rồi hả Quỳnh? Đã bị từ nhỏ. Ừ. Là lý do gì bị biết không? Hổn bị tán hay sao? Chắc vậy. Mày chứ ai? Thô quá đà. Thô mà lấy chớn cái mắt mệt luôn. Thô. Sao méo dữ út hôm nay cộng đồng mạng hỏi sao méo dữ vậy? Có méo nhiều đâu, méo nó qua hết bị đau luôn. Gì? Vô vậy nó bị đánh. Ai đánh mày? Ai đánh được cái mỏ hổn của mày? Mày có trời cũng đánh được mày thôi. Ờ thôi, được mấy vậy ngay đi xui á. Xui không? Hôm qua tao coi ổn mà. Ờ, đây. Nồi cơm điện nha mấy chị, cái nồi cơm điện này 1 lít, em đang sale với giá 250.000. Ok chị Oanh Nguyễn nha, để lại số điện thoại giùm em nha mọi người ơi. Đây nó chưa báo BT về, tao luôn tao làm biến tập quá. BT ơi về đi, BT ơi tao lại mày BT ơi. Để nhỏ chờ nãy giờ đi trời. Tao không còn sức lực nữa rồi. Qua tập xíu cho nó vui. Ôi tao đau bụng quá. Ráng để tao vô tao tập bài để tao thay thế anh hai ta. Tao vô tao tập nữa.
mới bà nghĩ luôn á. Nồi cơm kèm theo số nồi giùm em. Nồi cơm nha mấy chị nha, 250 thôi, một cái máy xe hỏi ok chị giác ngộ. Ê trời ok cơ. Chị trời ơi, bán cái nồi cơm mà chị giác ngộ mua là thấy. Để lại số hòa men nha, cái này chống dính cho mấy chị. Này là ok đó, này nhiêu? 250 rẻ mà nó ok, nó nhỏ xíu dễ thương nè mấy chị. Còn cái trời ơi, yeah. Ai chỉ 250 kìa. Cho chị cái nồi cơm điện này. Nồi cơm điện này thì nó bự hơn, 1.8L một lần nấu 4-5 lon thì là 380.000 thôi. Đây, nồi này 380 nha mấy chị nha. 380.000. Ai mua cái này thì chốt đơn giùm em, mà nồi cái này nó kèm theo một cái xửng hấp nè. Ở trong nó sẽ chống dính cho mọi người luôn mà rất là to. Nồi này là 380 nha, nồi cơm điện là chuyển khoản trước giùm em, tại cái này còn có mấy cái thôi. Cho nên là mọi người mua chốt đơn giùm em, 380.000. Nồi cơm 380 kèm theo số hồi giùm em nha. Nồi cơm 380 kèm theo số hồi giùm em. Nồi cơm 250 ok chị Tiên My. Đúng rồi, nồi cơm là mọi người chuyển khoản trước. Hello mọi người nha. Mọi người chuyển này lai dữ vậy, này lai sung vậy. Hả? Có anh bên cạnh. Nhậm nhí. Ủa rồi cái máy ép hư luôn hả? Mấy giờ? Dạ 8:40. Dạ ổn coi chị các cái bé bao lâu mới để cái bé được. Thấy không? Vậy cũng làm nữa muốn tập tạ và nữa muốn không. Mà tập đi. Thôi đã tới rồi kìa. Tập không? Ở lại tập kìa chiều ơi. Điên. Rồi máy ép kèm theo số nồi mem lộn quên cái nãy gì, nồi cơm 380. Rồi qua nha. Nồi cơm 380 kèm theo số nồi mem. Rồi cho chị lên cái nồi cơm, nồi chiên 600.000 đây, nồi chiên lớn. Đẹp quá ha. Nồi chiên đẹp đúng không? Đẹp quá. Sang. Ơi, này nó có cái quai cầm nữa đây. Sao mấy cái đẹp mình em không đem về này xài mà em để nồi thứ gớm nhà. Cái này hả? Ờ. Trời ơi, cái này xài lâu lắm rồi. Xài hỏi nước hết là test like mà nó có bị hư đâu mà bỏ. Để phải em lấy cái quai cầm lên sao. Cái này nhiêu? Em sale 12.600.000. Đẹp quá trời, đẹp quá mấy chị. Đây cái quai cầm. Mà cái này mặt nắp bằng kính nữa nha. 600 thôi nha. 12 lít nha mọi người ơi. Mọi người chốt đơn giùm em là nồi chiên. Chị gắn được thôi. Nồi chiên 12 lít nha. Nồi chiên 12 lít kèm theo số hồi giùm em. Ở nồi chiên này 600 nha, kèm theo số hồi giùm em. Chuyển khoản trước giùm em luôn. Này dễ lắm. Thấy đường. Nồi chiên này 600 nha mọi người, em đang xem 12 lít thì với giá 600.000. Chị nào mua cái này thì mọi người chốt đơn giùm em là nồi 600 kèm theo số thoại mềm đây. Nồi này nó đụng cái là nó sẽ có mặt. Ê, cắm điện vô chị luôn. Cắm điện sơ vô cho mấy chị coi nha. Là mấy chị sẽ thấy được cái mặt nắp bằng kính của nó ngay đây luôn, đẹp lắm. 600.000 thôi, 12 lít nha, chuyển khoản giùm em 600, cái này chỉ có 10 cái thôi. Thôi, 25.000 một thùng đó chị. Đây nó cũng đi chen vậy luôn. Là mọi người để vô thì mình sẽ thấy được này, cái đèn bên trong. Này đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp 600 mà quá đẹp. 600.000. Nếu mà 400 mấy lại 600, mua cái 600 được thôi. Mà cái này có mấy cái thôi à. Dạ thôi bye bye mọi người đi Quỳnh. Bye bye bye, bye mọi người. Bye. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah yeah yeah.